Rồi, hiện tại thì đang có một anh khoai to 6 múi nữa, cơ bắp cuồn cuộn. Nguyên bộ đồ cam chà bá đang rally mình. Đọc xanh. Ăn cắp nhỏ lên sàn nha. Kikyo Chan là chết cham đâm cháy rồi đấy. 3 lần, 3 4 lần. Đấy nên giờ hỏi lại. Nói chung là mấy cái men này thì phải bật AVK chứ không bật thì cũng canh lắm. 20 giây đi. Rồi 19, bật cái ATK sẵn. Đồ sẵn. Đấy, 20%, mình không có 30, không có 50. Thằng này xài hết 50. Rồi, ok. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Cháy cái quần, quần. Đây. Đấy, bộ. Chạy luôn. Từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Ai hứa quân cháy cái nịch cháy tuổi không nói mà vẫn rung nha, sao mà tay tới lúc này cái nó rung trầu dưới được chứ. 21 có ủa trời đất ơi, nó vừa cắn thỏ mà nó vừa cắn hắt nữa, đậu xanh thằng điên này. Nguyên bộ đồ này, ôi giày 12 sao là tốc độ đi khá là cao đó chứ. Bộ đồ thấm thía luôn, cái này mà nghịch lính là phê hết chục cái xe luôn, toàn hảo thế. Hiện tại đi ấy cổ vật cũng ổn chứ bộ, cũng cao chứ. Ai thật là bảo xanh quân bảo cháy không mà rung thiệt, cái kiểu hồi sớm đét sao mà không rung mà cái này rung tay. Tớ rung lắm rồi. Coi như là không bắt được tướng do bên bạn cánh thỏ cộng kèm hắc lào. Đổi đồ rồi. Các bạn ơi tôi lại 48 bây giờ 45 18 mình hơn 40 44 m rồi. Vậy là trận này mình sẽ xài được hai vét, một vét tăng HP quân đội với một vét giảm về HP của bộ. Đấy, tại vì chủ yếu là đi bộ nha. 1 m gần 1 m 4 bộ con T5 thiệt hại chủ yếu là T2 đổi trận rồi. Không hai tướng nạp, ba tướng nạp bé bự, ba tướng nạp bé thế ổn rồi. Rồi đó bạn chủ yếu là T4 kèm T2 T5 chứ T5 T4 thiệt hại T2 thôi đấy mà anh hắt nữa đau lòng thực sự. Đây, mấy men vào ngó lính xem tôi cháy cám. Tôi làm gì đây cậu? Hello. Sao không xúc gạt nữa à? Cậu đánh ở đây thì tôi bay lên trên. Rồi, nói chung là tại mình mong bắt tướng gạt lớn để mà tăng bung tù ơi. 43 M8 điểm, ngon lành. Thôi, sao tính solo mày. Rồi mình có soi lại cái thánh đường tí nha mọi người. Ở đây thì cứu được khoảng 1 m 5 lính. Đây, 1 m 5 lính nha. Cộng hết lại là khoảng 1 m 5. Và mình chết ở cái trận mới đây là 2 m 1, có nghĩa là mình sẽ mất khoảng 600 KT2. Đấy, khoảng ổn. Ví mình như cái 500 ấy. Vì mình có sức hút. Đấy. Quéo rồi đấy, tầm này cắn nữa đồ men này cũng ổn áp hơn đấy, đồ sẵn đi. Nói chung là nhìn đồ cùi cùi dễ bị mút lắm rồi. Vẫn rung động xanh chơi dead hoài mà vẫn rung hồi hộp. Không, nói chung là men này thì đỡ hồi hộp hơn xíu, dạng là như bình thường luôn đấy, tại vì cái sau nhà nó thấp quá. 9, 8, 7. Khỏi cắn ATK nha mọi người. 4, 3. Đây, tới luôn, tới luôn. Ai? Vẫn, ôi kệ mẹ, ôi từ 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 đậu xanh. Hư mẹ. Hư bà ba. Rung. Rồi, hello, chào cậu. Chào mừng cậu đã đến với nhà của tớ. Hai đó nó là trên cao tưởng như hồi sớm mà cánh thỏ nữa. Wow. You are so đây kiểu như giao dịch đây nhưng mà bị bắt tớ thì muốn chuột bao nhiêu thấy
số đến nha, số này gái ngon. Thôi đồ 6x không sao nhỉ, cái này có nghịch trận không? Nếu mà nói về hạt này chắc đuối, hạt này đuối nha, hạt này thì mình khả năng có thể là sẽ khó đấy, cái tính gì dễ bay màu. 100k game, 100k được rồi, không cần than. Cái mấy này nó trả cũng trả giá à. Thế là cũng trả giá thôi. Chết 1M3. Trận này đâm kỵ vẫn xài được 2 vết. Làm sao đúng trận này. Mấy này yếu hơn, yếu hơn hồi sớm đấy. Ai vẫn ổn áp, đồ thì vẫn đẹp đấy chứ. Ôi, chúng ta thiệt hại không nhiều, vết ổn. Đây, tay 4, tay 5. Nói chung là thuận lính thì cái gì cũng tuyệt vời các cậu. Còn cái trường hợp mà thuận lính mà vẫn cháy á thì khen lẹ. 80k. Thà mấy đứa này thì nó giàu, nó fan à, tổng thằng bên chính là đường nào mà giả nó không có game, nó chỉ thích trả giá thôi. Rồi nha mọi người, đã thống nhất được giá 100k game. Hay cứ đấy, cái nào tiếng Anh viết được thì viết, viết không được thì viết tiếng Việt cho nó tự dịch. Đợi nha. Đây sẽ lấy tăng tốc 15 giờ. Tại vì khoảng hiện tại thì T4 mình không lên nữa, mình chỉ up dạng T2 thôi, nên lấy 15 giờ. Nói chung là trong thời gian chờ đợi được duyệt với lại gửi. Đây, duyệt rồi. Các bạn xem để đợi bạn ấy gửi nhé. Cái chuyện mà họ ấy, mình sẽ có cái mà để nói khi mà ra liên hệ mình để mà hỏi giá game ấy, không kể nghe luôn. Ra nội ấy cũng hỏi ví dụ mà gift gift này nè, hỏi thôi, hỏi để bán, để cày game bán, xong cái quay lại không nhắn tin post post đồ bảo là đang hỏi để mua, nhưng mà trong khi đoạn chat nhắn tin thì hỏi để hỏi giá để bán, hoặc trong khi chả biết gì về cái vụ mà game hết, cập nhật game tặng với game liên kết cũng không biết, hỏi git là gì biết không cũng không biết luôn, nhưng mà đòi cày game để bán. Các bạn lưu ý là vấn đề là bây giờ là trừ game mua gói với game đổ hũ ra thì mấy game cày sẽ không bán được nha. Còn git là cái gói đó phải nạp rồi. Ok đây đấy, 100k game git là các bạn phải nạp gói 2,5 triệu ấy. Nếu mà gói 9999 kim cương ấy, đấy phải mua cái đó. Nó có để ở trong là mở mấy hộp trận ưu việt với tặng quà đây thì bạn ấy trả rồi đó, nên mình thả tướng nha. Đấy, ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Nói chung là chết nãy kiểu sôi sôi đây. Nói chung nãy một chiến báo 1M3, chết 1M3 thì mình nghĩ nó khoảng một nửa thôi, khoảng một nửa là khoảng 600 gì đấy, chết có thể là khoảng 600 KT2 thôi. Đây, rồi về có pháo này kia đủ thứ hết, về view nha. Nói mọi người kìa, hello, 100k game, quá tuyệt vời cậu ạ. Đấy, lên lính kiểu dạng như các bạn lên chat rồi thấy mê mê cái dạng 100k game ngon. Thấy lên chat lính nhiều xong cái không khoái lắm, nhưng mà cái khoảng thời gian mà tôi đóng phim để treo máy đâu mấy năm trời, nửa năm ấy. Rồi 100k đủ lại chơi. Rồi mình soi lại cái chiến báo, mình chết không có nhiều. Đây bếp bạn nội nó đẹp đấy. Đây lượng T2 luôn, chủ yếu là mình bây giờ nếu được thì các bạn đổi lại sang quyết T2 ấy, dạng quyết T2 chứ không phải là quyết T4 nữa thì nó sẽ ổn áp hơn. Nhưng mà ưu tiên về cung bộ hoặc cung, nhưng mà cung thì nhiều, mọi người xài nhiều. Đây mình một khoảng 1M3 có tiếp viện. Chứ bây giờ nếu mà quyết T4 thì nó sẽ rất khó việc, nếu mà các bạn bị nghịch lính mã hắc long nữa thì nó khá là lỗ. Và dù có đét thuận lính này kia thì mình thấy chiến báo nó cũng ổn khá là cao khi lên 15 sao rồi. Đây được cứu khá nhiều, nói chung là mình chết cũng không bao nhiêu, 600k gì đấy, 86 mà điểm. Ok vời các bạn, lấy cái heo luyện lính, đợi heo luyện lính mình up lại.
Ok mọi người, nói chung là 44 mình luôn nó ra ly nhạc nhỏ mình rồi à, nói chung là cháy các bạn tham khảo bỏ qua à, tại vì khả năng cháy là gần như nó 100%, gần 100% luôn, có thể là 99.99 rén vãi theo à, này mà trang 12 sao mình nói chung là đét vẫn đét rồi nhưng mà khả năng lên dĩa thì nó vẫn đầy ấy. Ai bỏ bỏ trời tội thảm rồi má ơi, từ 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 shit vừa kịp nó nhanh hơn khoảng 1 giây, nó nhanh hơn 1 giây vừa vừa tới luôn vừa xuống luôn bất cứ được à ngon ngon lành đã vô quần đét ôi đất ơi thiệt sự ông nghĩ là đét được sao đét được ta chắc đâm một loại dạng như dễ đét hơn ấy đây chứ bỏ là trăm nè các bạn xem đồ này đấy 112 sao nè có cái 15 sao 13 15 nè này có cái găng 15 nữa đó nó cực cao luôn này và phước 150 cái có hạt này thì nó khác với cái đợt mình đét là không có tới 11k thôi chứ ngoài ra là gần như là xịn sò tất cả luôn á phượng lính nha mọi người phượng lính cha 12 sao chết 24 hai hai gần 25 tổng thiệt hại gần 25 ai bét này bạn xem quá trời không nếu nếu mà cái trường hợp mà men này đâm mid là chắc chắn mình cháy còn đâm một loại á, thì mình nghĩ là cháy đấy chứ ai ngờ bắt được à hay à nhưng là không có tướng 11k ba tướng nạp thôi nhưng mà không có tướng 11k nhưng mà có mà đâm thêm dạng ba mid là dễ cháy lắm thậm chí lạc lớn mình đến cũng chua mà kể cả mà men 44 blue này cũng hay thật sự đóng tới đâu là tù tới đấy ít khi nào mà sớm giờ là cũng có mấy cái chiến báo bự bự nha mình nói chắc là men này mua hạt ấy mình để lại mình cứu lại được nói chung là tại vì nó bị vướng cái cũ nữa mình không biết là bao nhiêu nhưng mà thiệt hại thì không bao nhiêu ultra click trao đổi thu lịch trời đất ơi rung rừng chết rồi cái gì đây G5 sẽ trả nợ. Hello love. Gì? Xin chào tình yêu, em bé ngoan lắm. Anh sẽ dịch giao dịch với em có thể giảm giá. Được. Chung này nhắn như thế cũng không phải là sai, tại vì cái tên nạc này là tên nữ chứ không phải là tên nam. Nên nói thế cũng phải tôi không biết nói gì luôn á khi cái ô là tên nữ nhưng mà các bạn có thể là search lên thử tại vì đây là tên của một nhân vật trong anime thời trước nhưng mà mấy năm nhiều năm trước đó thời 9x xem mới có này anime nữ nha tên nữ nên nói như thế thì cũng không phải là sai thích nhân vật cho mình đặt tên chứ nhiều ạt quá đặt tên gì hay mình kích được hai bét ai các bạn xem mà bét và tướng ok nhưng mà nói chung là không phải là full bét 5 thì nó không đáng sợ lắm 90k lại trả giá mấy đứa này đứa nào cũng trả giá nãy giờ ba đứa bang nó nhắn với mình rồi đều trả giá hết có đứa năm 50k 60k please ai kệ 90 cũng được trả giá thì có 10k thôi mất công 90 100k gì cũng được chung mấy kia họ đòi 50k mình đòi 100k nó đòi 50 rồi nha mọi người mình đã nhận được 90 ta tốc 15 giờ rồi thả tướng rồi chung là nhận giao dịch rồi thì mình người ta gửi cho mình rồi thì mình phải thả tướng người ta chứ đâu có kiểu chơi dơ như thế nha nhiều ông kiểu chơi dơ vẫn giữ luôn ấy check reset on set mình đã gọi kiểm tra là bơm kiểm tra đã gọi thanh dung nói chung là dạng tiếng Anh thì mình vẫn dốt đặt nhưng mà viết về từ thì phải thôi rồi nha mọi người chúng ta đã có hôm nay thì ạc này mình đã có 190k game
Hạt kia thì cũng 100k nữa. Hạt lớn mình 100k game. Đây, hạt bây giờ. Đây. Hạt này là hạt nhỏ này, 131k. 131 mở điểm chứ. Nếu của mình tới đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký, một cái chuông nó nhiều như nó báo nhất kênh của mình. Bye bye mọi người.